Ra chợ Kim Biên mua cái máy ép nước cam ha, không biết Made in đâu luôn, thấy cũng được, nó 650 nhưng mà bớt được 50 còn 600. Rồi cam cắt sẵn rồi, ép thử coi. Hết cỡ luôn đó, hết cỡ thì nó sát luôn, dễ lên cây. Hết cỡ giờ thấy có cái này giống như ở trên nó bị ép hơi sát, dưới này cũng chưa hết nước lắm mà sợ nó ra chất dầu hơi đắng, uống thử biết rồi. Đây ba trái cam được nhiêu đây rồi, thì uống thử coi có gắt dầu không, cũng được á, nó cũng có một tí giờ vỏ ra.